Em xin chào bà con và các bạn. Hôm nay em quay lại những cái chú bìm biệp. Thì hôm nay em đã cắt cái chuồng mới và dời nó ra đây nè. Đây mình cắt ở dưới mé mương. Giờ sẵn mình cho nó ăn nè. Mình cắt ở dưới mấy mương cho nó đi phân xuống ở dưới mương luôn cho nó sạch sẽ. Đây là thức ăn mình đã chuẩn bị. Mình đã chuẩn bị ốc rồi, mình đã chuẩn bị ốc cho nó ăn rồi nè. Mình sẽ thả nó ra cho nó ăn. Đây, đi ra đây mày. Đây, nãy giờ mình chuẩn bị ốc sẵn cho nó rồi. Thì hồi sáng mình nó ăn cá, sáng mình cho nó ăn cá. Giờ mình chuẩn bị ốc mình cho nó ăn thêm. Còn thức ăn thì lúc nào mình cũng để trong chuồng hết. À thì hôm trước giờ mình nuôi ba con rồi, ba con mềm được. Nhưng mà nó sau một cơn mưa cái nó bị chết một con rồi. Cứ thấy một con chung ổ của con này nè. Con kia nó lanh lẹn, nó cũng giống con này lắm. Còn con này là con của ông Dượng cho, nhưng mà nó lông nó bị sâu hay sao nè. Con kia chết uổng hết biết luôn. Con kia thì nó chẹn con đó, nó bằng con này luôn. Còn con này thì con của ông Dượng cho. Hôm bữa giờ mình cho ăn, cứ mình để cho ăn không mà mình không có tập nữa. Mình không có rảnh mình tập nữa. Con này nó dạng lắm nhưng mà cái bộ lông nó ấy. Hôm bữa mình nhổ lông đuôi cho nó ra lại rồi. Đây, cái chuồng mình dời xuống đây thì nó rất là sạch sẽ luôn. Bíp 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 bíp. Còn phải được ba con thì im quá, ba con thì vui hơn. Con kia nó năng động giống như con này nè. Sao mà chặn mưa cái nó bị tạt hay sao á. Con đuôi nó ngủ hay sao mà nó bị gãy nữa nè. Buồn hết sức mấy con này chứ. Đó thì bữa nay mình chỉ quay chia sẻ cho bà con và các bạn mà theo dõi về cái con bìm biệp hôm bữa giờ của mình nuôi á. Về cái sự phát triển của nó tới bữa nay và cái chuồng mới của mình mới làm. Thì cái này làm cũng đơn giản, mình chỉ cắm 4 cây 4 gốc rồi xong cái mình buộc cái lồng lại là được, cái lồng sẵn của nó nè. Đây cái chỗ hôm trước nữa này nè. Đây nó ngủ rồi, nó đi phân rồi, nó dơ quá. Trong bữa giờ mình chưa có làm được, thì bữa nay mình làm xong rồi. Rồi mình xin chào bà con và các bạn nha. Nếu bà con và các bạn nào có quan tâm đến cách kỹ thuật nuôi bìm biệp á, thì bà con và các bạn có thể bấm vào cái danh sách kỹ thuật nuôi và huấn luyện bìm biệp để xem những cái video clip mà em nuôi con bìm biệp từ nhỏ tới lớn luôn, tới bây giờ luôn. Thì em bởi giờ em cũng đi tìm những cái ổ để bắt mình nuôi thêm, nhưng mà bây giờ cũng chưa gặp. Rồi mình xin chào bà con và các bạn. Mình ăn xong rồi, giờ mình thả vô, mình đi làm công chuyện. Vô mày. Vô. Dạ. Dạ, nó cắn, nó cắn. Dạ, 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 nó cắn